Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Bonsai Tự Nhiên của mình. Lại là mình đây, mình là Bonsai Tự Nhiên đây các bạn ơi. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành nha. Rất lâu rồi mình mới quay lại clip đi rừng các bạn. Bữa giờ nói chung là dịch giả nó nặng quá nên anh em ra đường cũng cẩn thận nha. Rồi, lên núi tránh dịch các bạn ơi. Nay quay lại cái rừng Lộc Vừng đợt trước cửa hạ các bạn. Đây là kiếm microphone ấy. Sẽ quay clip cho các bạn coi chơi luôn. Này hết cây đẹp rồi các bạn, còn cây thánh trụ điện không à, mình chủ yếu lấy cái cũ thôi các bạn ơi. Cũ về nuôi lại nè, cái đây nó cách người ta cách 2 lần rồi này, nhưng mà cái cây nó vẫn không rút được các bạn, mà cách to quá. Đó, bên đây như vậy này. Được rồi, mình có mua chỗ đây này, mình cứ đưa người ta vài trăm nhảy mình vô mình đào á, nhưng mà được rồi, người ta cách người ta cưa gỗ đi mất. Nó rất là tiếc luôn các bạn. Kiểu người ta không chơi các bạn. Nói chung là người đồng bào á. Không có chơi không biết đó các bạn, nên là người ta cách người ta bán gỗ làm mất đi những cây tàn đẹp các bạn, cây tàn nhiều cây tàn bự lắm các bạn ơi. Nay lên quay kiếm góc quay đào cho các bạn coi chơi, lâu quá không quay clip đi rừng nha các bạn, các bạn có khi lại quên mình nữa. Này là nói chung là thời gian rảnh nhiều thì mình sẽ ra thì video thường xuyên nha. Được rồi, nói chung cũng đi đào hải châu nhiều các bạn, nhưng mà hải châu được rồi nó giao lưu nó chậm quá, với lại đi còn đi xa không à, nên là mình cũng không có đi các bạn. Dịch đồ đi xa cũng được nên là tranh thủ ở nhà làm cây quay video với giao lưu với anh em ha. Được rồi, cũng có giao lưu nhưng mà gần như cây gõ đâu được các bạn, dịch quá mà toàn anh em gõ lại vườn mình không à. Này cố gắng ở nhà nhiều thì mình sẽ ra video nhiều cho các bạn. Giờ hải châu nhà mình thì tới độ mà đỡ sẽ làm tay rất là nhiều các bạn thôi. Chắc được rồi, chắc mình phải ra một nguyên một series mà làm tay những cây hải châu, đồ mua những cây hải châu cho anh em chơi quá. Tại giờ cây mình trồng lên giờ toàn cây cành một năm không các bạn. Tay cành giờ nó cũng lớn rồi à. Tới lúc mà đỡ làm tay cành rồi á. Nên là mình cũng sẽ cố gắng là mình làm đó anh em, chia sẻ anh em kinh nghiệm cái gì mình biết thì mình làm cho các anh em làm mấy cây hải châu nó nhanh nhất nha. Kênh mình thì chủ yếu chuyên vào hải châu với lộc vừng với loài sâm trái rồi nha các bạn ơi. Khớ rồi nữa ha. Cái này nó lên nó chia rễ rất là đều luôn. Mấy cái rễ to nên là xuống cái phần rễ cọc nó giảm lại các bạn ơi. Gần ra rồi, còn một cái rễ cọc ở dưới thôi các bạn. Còn dính đất quá trời luôn, rễ con anh em dưới chỗ Dũng Sình rễ con ra rất là nhiều luôn. Mấy cái này mày cắt to nha, rễ con nhiều nhưng mà mày cắt to thì các bạn mình cũng dễ ủ nha các bạn. Để cái tỷ lệ sống nó cao nhất nha. Chứ cứ chủ quan mà nó chết thì uổng lắm các bạn. Đào cả buổi cả ngày trời mà. Gần ra rồi nè các bạn ơi. Cây này đường kính to quá. Hơn một gang tay luôn nên là nó đâm được mấy lần nhưng mà nó không rút được cái coi luôn các bạn. Giờ chủ yếu mình lấy cái cũ không à. Giờ cũ giờ chăm sóc nó lên mạch kết rồi nó cho nó đẹp nha, nó rút cái coi. Cây này phải chắc 3 năm 5 năm mới ra được một cái coi hoàn chỉnh đẹp cho anh em chơi ấy. Này là chủ yếu quay chia sẻ thôi chứ lọc vào người mình cũng không có giao lưu các to quá, với lại dịch mà giao lưu gì anh em đi không mà cũng tiền ship không nó hết tiền rồi các bạn. Còn anh em nào mà lấy cây thành phẩm hay gần nhà mình thì cứ ghé chỗ mình anh em giao lưu nha, nhà vườn mình ở Tây Phước Bình Định nha các bạn. Cây lọc vườn rất là nhiều, nhà mình thì 3 cái mini dài 100 gốc vậy các bạn ơi. Coi 1 năm 2 năm thôi bán thành phẩm rồi các bạn. Còn hải châu cũng vậy, hải châu rất là nhiều ra rồi nè các bạn ơi. Nè hải to to dã man luôn, cái đi mày cắt cái đường cứng nó bự chà bá luôn mà. Cái này nó rút 2 lần rồi mà nó không có ấy được cái coi luôn các bạn, cái mày cắt nó không xi nhơ vậy. Nói chung là ở trên núi người ta không đục đẽo á, nên là nó khó lâu lành mày cắt lắm các bạn ơi. Này rảnh rỗi về cho các bạn coi ha.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Nhớ là subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Này ra đường thì nhớ mới đeo khẩu trang nha các bạn. Thực hiện 5K nha các bạn ơi. Bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng nha. Cố gắng qua hết dịch rồi anh em giao lưu lại nha anh em ơi. Này là chủ yếu thời gian rảnh thì mình sẽ quay ra làm chia sẻ làm demo mấy cái cây phôi nha các bạn ơi. Này cây phôi Hải Châu hay Lộc Vườn nhà mình giờ nó tốc độ mà làm tay rất là nhiều luôn. Tại mình quay mình cũng có quay mình đỡ mình làm hai ba nước dây rồi mình mới đăng cho anh em coi luôn ha. Chứ làm coi lên một nước dây anh em chưa hình dung cái coi nó đẹp ở chỗ nào đâu. Khi mà nó ra kính tàng rồi nó sẽ thấy cái coi nó mới hay nha các bạn. Bye bye.